Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Câu chuyện ba chiếc ba lô và bài học công bằng. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới. Người đã để lại cho đời những câu chuyện tuy nhỏ nhưng chứa đầy nhân văn. Trong đó, Bác Hồ tự học là câu chuyện mà em thích nhất. Chuyện kể rằng, trong những ngày sống ở Việt Bắc, mỗi lần bác đi công tác, có hai đồng chí đi cùng. Vì sợ bác mệt, nên hai đồng chí định mang hộ ba lô cho bác. Nhưng bác nói, đi đường rừng, leo núi, ai mà chẳng mệt. Tập trung đồ vật cho một người mang đi, thì người đó càng chẳng mệt. Cứ phân ra mỗi người mang một ít. Khi mọi thứ đã được phân ra, cho vào ba ba lô, rồi bác còn hỏi thêm, các chú đã chia đều rồi chứ? Hai đồng chí trả lời, thưa bác rồi ạ. Ba người lên đường, qua một chặng, mọi người dừng chân, bác đến chỗ đồng chí bên cạnh, xách chiếc ba lô lên. Tại sao ba lô của chú nặng mà bác lại nhẹ? Sau đó, bác mở cả ba chiếc ba lô ra xem, thì thấy ba lô của bác là nhẹ nhất, chỉ có chăn, màn. Bác không đồng ý và nói, chỉ có lao động thật sự mới đem lại hạnh phúc cho con người. Hai đồng chí kia lại phải sang đều các thứ vào ba chiếc ba lô. Tuy ngắn gọn, nhưng câu chuyện có rất nhiều điều để ta suy ngẫm về tính công bằng, về sự nêu gương, tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái. Dù ở cương vị lãnh đạo, nhưng bác đã xem mình như mọi người, không muốn hưởng những đặc quyền riêng, luôn chia sẻ công việc và khó khăn cùng mọi người, và xem đó như là một thói quen không thể thiếu trong phong cách sống của mình. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. Là học sinh, em nghĩ ngay từ nhỏ chúng ta phải rèn luyện phẩm chất quý báu này, phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, không đùn đẩy công việc, khó khăn của mình dành cho người khác, và xem việc chia sẻ công việc khó khăn với mọi người là cách tốt nhất mang lại hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Trong mọi công việc đều có kế hoạch phân công cụ thể và được sắp xếp một cách khoa học, hợp lý để chủ động trong xử lý công việc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, luôn tham gia vào phong trào đoàn, đội và làm theo điều bác dạy, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ.